lại và gửi lên trên cái classroom cho lớp mình vào xem ha. Nếu mà bạn nào chưa nắm được hoặc là nửa chừng mà rớt mạng ra thì mình cứ lên trên classroom mình coi coi lại cái video ha. Rồi à, các bạn hỏi mấy giờ xong thì hết cái nội dung cái bài học thì sẽ xong ha, thì chắc thầy ước chừng khoảng tầm 4 giờ có thể xong được ha. Nếu xong xong sớm thì nghỉ sớm ha. Rồi qua cái buổi sau thì lên lớp lý thuyết thì có thể thầy sẽ ôn lại một lần nữa. Nói chung cái buổi học online thầy cũng không hy vọng là mình nắm được hết toàn bộ, có thể một số phần mình sẽ chưa có rõ thì bữa sau thầy sẽ nhắc lại thêm một lần. À, thì hôm trước mình học và giới thiệu về cái nguồn điện xoay chiều ha. Thì nguồn xoay chiều thì nó có cái chiều dòng điện nó thay đổi liên tục ha, và cực nguồn điện nó sẽ đổi liên tục, đổi chiều liên tục. Thì cái nguồn điện nó được phát từ cái máy phát điện xoay chiều ha. Do cái chuyển động quay của cái cuộn dây máy phát mà dòng điện sinh ra nó là hình sin ha. Tại vì cái chuyển động tròn của cuộn dây thì à, cái cảm ứng từ quét qua cái cuộn dây này nó là cái giá trị biến thiên theo hình sin. Trước thầy có lý giải rồi ha, đó là cái khái niệm trong việc xoay chiều hình sin. Rồi một số các cái đại lượng mình cần quan tâm đối với các cái biểu thức sin này là giá trị y không này gọi là giá trị cực đại này, omega gọi là tần số gốc. Tần số gốc này đặc trưng cho cái tốc độ biến thiên, tốc độ quay của cái máy phát, tốc độ quay này thì nó đặc trưng cho cái tốc độ biến thiên của cái hình sin ha. Rồi góc phi y là góc pha ban đầu, omega t cộng phi y là pha dao động. Cái y không này là giá trị cực đại ha, có nghĩa là đỉnh cao nhất hoặc là đáy thấp nhất của cái giá trị sin này. Rồi số đại lượng nữa là chu kỳ. Chu kỳ là cái thời gian ngắn nhất dòng điện trở lại giá trị cũ với chiều như cũ. Tần số là nghịch đảo của chu kỳ ha, số chu kỳ thực hiện trong một giây. Thì chu kỳ là khoảng cách giữa hai cái đỉnh của hành sin này, hoặc là giữa hai đáy hành sin, nó là một chu kỳ, hoặc là giữa hai cái điểm thông này cũng được ha, hoặc một giữa một hai điểm bất kỳ cũng được, nó đều là chu kỳ, miễn sao cái dòng điện nó quay lại cái đại lượng nó quay lại cái giá trị cũ với cái chiều như cũ. Đây thầy nhắc lại đó đi nha. Rồi cái pha của dòng điện và điện áp ha, thì giữa điện áp và dòng điện có cái độ lệch pha là cái hiệu là góc phi. Góc phi là góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp. Thì biểu thức phi nó sẽ bằng phi u trừ phi y. À, góc lệch pha nó sẽ bằng góc pha điện áp trừ góc pha dòng điện. Thì cái góc phi này rất quan trọng trong việc tính toán công suất của dòng điện xoay chiều ha. Thì cái cos phi này, cái hệ số cos phi là gọi là hệ số công suất. Những cái này mình sẽ gặp lại ha. Rồi, biểu diễn dòng điện xoay chiều thì thứ nhất là biểu diễn ở dạng đồ thị hình sin ha, hình sin như này. Thứ hai là biểu diễn ở dạng vector. Thì ẩn cái thanh tác ba này tới nha, sao nó hiện nó chi mất cái à, rồi à, biểu diễn ở dạng vector thì một cái biểu thức dòng điện như này mình có thể biểu diễn thành một cái vector duy nhất ha. Ví dụ biểu thức y bằng 2 sin 4 pi t cộng pi chia 2 à, thì cái sin 4 pi t mình không quan tâm ha, mình không quan tâm cái biểu thức sin này, mình chỉ quan tâm cái biên độ là 2 này và cái góc góc pha ban đầu là pi chia 2 à. Thì 2 là cái độ dài của cái vector y này và pi chia 2 là cái góc góc pha của nó ha. Rồi tương tự cái vector này là 220 căn 2 sin 40 t trừ pi chia 4 à, trừ pi chia 4 có nghĩa là góc trừ 45 độ ha. Cái độ dài của vector này là 220 căn 2 à. Rồi biểu diễn là dạng số phức à. Số phức thì ở chương trình mình bỏ qua nữa. Đối với chương trình của mình không có sử dụng. Rồi thì đối với quan hệ dòng điện và điện áp trên các phần tử trong mạch điện thì cái phần tử R, mấy em nhớ giùm thầy một cái duy nhất thôi, đó là đối với phần tử điện trở R thì dòng điện và điện áp nó cùng pha nhau à.
dòng điện và điện áp nó cùng pha nhau. Nên em thấy hai cái biểu thức này, hai cái hình sim này nó cùng pha nhau ha. Hoặc là hai vector y và ur nó cùng pha nhau. Rồi còn cái công thức thì b nó bằng r nhân y bình hoặc là u bằng y nhân r, thì những cái biểu thức này nó cũng giống như điện một chiều thôi. Rồi đối với mạch thuần cảm, mạch thuần cảm có nghĩa là mạch nó chỉ có cuộn dây thôi, có cuộn dây. Thì đối với mạch thuần cảm thì góc pha giữa u và y nè, u nó sẽ sớm pha hơn 90 độ so với y. Là vector u đây, vector y đây ha. Thì gọi là điện áp nó sớm pha 90 độ so với dòng điện. Rồi mạch thuần dung, mạch thuần dung có nghĩa là chỉ có điện dung ha, cái tụ điện ha. Thì mạch thuần dung thì ngược lại với mạch thuần cảm, vector y đây, thì vector u nó sẽ trễ 90 độ so với y, chậm hơn 90 độ so với y. Cái đó là cái cần nhớ, mình chỉ cần nhớ vậy thôi. Rồi cái mạch nối tiếp RLC này thì mình có thể bỏ qua. Xong cũng vậy. Rồi công suất thì đối với mạch xoay chiều ha, hôm trước chỗ này là mình hình như mình đã qua chỗ này rồi ha, chỗ này mình cũng đã nói rồi. Thì công suất đối với mạch xoay chiều thì công suất b nó sẽ bằng công suất gọi là công suất tác dụng nha em, công suất tác dụng b nó sẽ bằng u y nhân cos phi. Cos phi là cái góc, phi là cái góc lệch pha giữa dòng điện với điện áp ha. Thì cái cos phi này gọi là hệ số công suất. Rồi hoặc bằng 1 phần 2 UM IM cos phi. UM là giá trị biên độ của dòng của điện áp ha. IM là giá trị biên độ của dòng điện. Còn UI này là trị hiệu dụng ha. Mấy em lưu ý cái công thức này ha. Công thức này mình sẽ sử dụng rất nhiều. Rồi, ngoài ra mình có thể tính công suất tác dụng là bằng B bằng R nhân Y bình phương. Hoặc là 1 phần 2 R nhân IM bình phương. Y là trị hiệu dụng ha. IM là trị biên độ. R là giá trị điện trở ha. Thì dòng điện chạy qua cái điện trở thì nó sinh ra công suất tác dụng ha. B là công suất tác dụng trên cái điện trở. Các bạn nói là biết thầy vang khó nghe quá. Mấy bạn khác có nghe như thế nào? Để nếu khó nghe thì thầy có thể cắm cái micro vào ha. Cái micro. Mấy bạn khác có nghe có rõ không? Nếu mà thấy vang quá thì thầy sẽ cắm cái mic vào. À, mấy bạn khác nói bình thường mà. Nếu bạn nào nghe mà bị vang hay bị gì thì coi thử cái lo mình có sao. Tại vì bữa trước giờ thầy vẫn dùng cái vẫn dùng cái mic của máy ha. À vang và hơi rè. Có thể do mấy em chỉnh âm thanh nó lớn quá không? Giảm âm thanh xuống bớt tí. À. Có thể cái mic của thầy nó hơi nhạy, có thể nó sẽ hơi... À mấy đứa bị vang là do mấy đứa mở loa ngoài á. Nếu đeo tai nghe thì chắc không bị vang đâu. Nhiều khi mấy đứa mở loa ngoài á. Rồi thì cái chỗ công suất tác dụng này hôm trước thầy cũng có nói rồi ha. Cái biểu thức này là thường là sẽ dùng để tính công suất của nguồn. UI cos phi là công suất tính của nguồn á. Tại vì nguồn điện thường mình sẽ biết điện áp và dòng điện đi qua đó. Còn đối với các cái tải thì mình dùng B bằng R nhân Y bình phương. Nó giống điện một chiều á. Điện xoay chiều đối với công suất tác dụng B này tính cũng tương tự như điện một chiều. Tính công suất nguồn thì nó sẽ có thêm cái hệ số cos phi. Các cái lý giải này. Cái này chắc hôm trước em ghi rồi đúng không? Tiếp tục nha. Rồi. Thứ hai là cái công suất phản kháng. Công suất phản kháng thì hôm trước thầy có lý giải rồi ha. Công suất phản kháng là cái phần năng lượng mà nó chuyển qua chuyển lại giữa nguồn với cái tải của mình. Thì công suất phản kháng này nó tồn tại ở trên các cái tải là cuộn dây hoặc là tụ điện, là cảm kháng và dung kháng. Thì cái công suất này nó không có tiêu tốn đi mất mà nó chuyển hóa qua lại dòng điện đưa vào tải, xong rồi tải nó chuyển hóa thành từ trường hoặc là điện trường, sau đó nửa chu kỳ sau thì nó lại trả về nguồn, nó gọi là công suất phản kháng. Thì công suất phản kháng mình chỉ nhớ công thức là B Q nó bằng UI nhân sin phi ha, hoặc 1 phần 2 UM IM sin phi. Hoặc có thể tính là bằng Q nó bằng X nhân Y bình phương. Hoặc là 1 phần 2 X nhân IM bình phương. Rồi,
À, các cái đại lượng thì cũng giống như ở cái phần tính công suất tác dụng ha, UMIM ha, UI rồi góc phi. À, x ở đây là điện kháng thì nó sẽ bằng XL trừ cho XC ha. Đó là hiệu của hai cái giá trị cảm kháng và dung kháng trong mạch. Thì nếu mà trong mạch nó gồm cả hai cái phần tử này thì mình phải triệt tiêu lẫn nhau ha, hai cái L và C nó sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Nó trừ bớt ha, cái nào lớn hơn thì sẽ còn. Còn nếu một mạch nó chỉ có XL hoặc là XC không thì mình tính theo cái XL, XC đó ha. Mình sẽ làm một số cái bài tập tính toán cái công suất này để mình nắm cho nó rõ hơn. Rồi, một cái biểu thức nữa là tính công suất biểu kiến. Thì công suất biểu kiến thì ký hiệu là chữ S ha. Đơn vị nó là VA ha. Vôn nhân ampere, S nó bằng U nhân Y. À, không có cos phi, sin phi nữa ha. U nhân Y thôi. Hoặc bằng 1 phần 2 UMIM. Cái Q thì đơn vị nó là VAR ha. Q đơn vị là VAR. Vôn ampere rồi có thêm chữ R nữa. UI nhân sin phi. À, còn cái B thì nó là công suất nó là watt. Quan hệ giữa công suất tác dụng, công suất phản kháng với công suất biểu kiến thì có thể biểu thị bằng cái hình tam giác vuông này, gọi là tam giác công suất. À, tam giác công suất nó thể hiện cái công suất B và Q. À, tổng vector của B và Q thì nó sẽ bằng công suất biểu kiến S. Hay ở đây mình có thể ghi là gì? S nó bằng căn bậc 2 của B bình phương cộng Q bình phương. Nha. S ở đây nó sẽ bằng căn bậc 2 của B bình cộng Q bình nha em. Cái công thức này S nó bằng căn bậc 2 của B bình cộng Q bình ha. Thức này như của thầy Quân ghi. Tam giác vuông thì mình có là cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông ha. Rồi, cái bài giảng này thầy sẽ ghi hình video lại và thầy gửi cái link lên ha. Mấy em nếu mà mình theo dõi mình thấy không nắm được hoặc là ghi không kịp thì mấy em có thể bật cái video lên rồi mấy em dừng nó lại em ghi cũng được. Ủa nhưng mà hình như cái phần này là hôm trước mình học rồi mà mấy đứa. Cái này hôm trước học chưa? Hôm trước hình như thầy nhớ là cái phần công suất này có nói rồi. Đây thầy chỉ là ôn lại thôi nha. Ôn lại tại vì do mấy đứa mới đi học thực hành một tuần về tính ra là nửa tháng rồi mình mới quay lại à. Nên là thầy mới ôn lại thôi. Đúng không? Cái phần tính công suất này hôm trước học rồi mà. Phần công suất này học rồi, thầy chỉ đang ôn lại thôi. Còn nếu bạn nào mà hôm trước mà chưa ghi bài thì có thể coi cái video này ghi lại cái những cái gì mà nãy giờ thầy nói ha. Thì đó là cái công suất gọi là công suất biểu kiến ha, quan hệ giữa công suất biểu kiến với cái công suất tác dụng và công suất phản kháng. Mấy cái biểu thức công suất này quan trọng nha mấy em, bài tập là mình sẽ làm nhiều đó. Rồi có một cái bài tập thế này, một cái ví dụ ha. Mình có một cái điện trở 5 ohm mắc nối tiếp với một cái cuộn dây 22 mH. Cái phần bài tập này hôm trước là mình đã giải cho ta, thầy không có nhớ cái này, thầy không có nhớ là đã giải cái bài tập này chưa, cái bài này giải chưa mấy em? Tắt âm thanh đó rồi. Bài này giải chưa mấy đứa, chat lên giùm thầy cái để thầy biết coi là giải chưa. Giải rồi thì thầy đi lướt nhanh, còn nó chưa giải thì sẽ nói kỹ hơn. Bài này giải chưa, sao không thấy ai chat lên hết vậy? Chat giùm thầy coi thầy biết thử ra bài này giải chưa nha. Bài này giải chưa mấy đứa? Giải chưa hay giải không giải gì cũng nói lại đi nha. Rồi thì cái mạch như thế này có một cái điện trở này nối tiếp với cuộn dây và nguồn 24V tần số 50 Hz. Vẽ cái hình ra cũng được, cái hình nó đơn giản thôi, một cái nguồn. Nguồn này, một cái điện trở. Rồi, nối tiếp với một cái cuộn dây. Đó.
em tí anh. Này là R ha. Này là L. Rồi, yêu cầu tính dòng điện trong mạch. Nguồn này là 24V ha, 24V này. R này là 5 ohm. R 5 ohm ha. Còn L là 22 mH. Rồi. Thì yêu cầu tính cái I, dòng điện I trong mạch ha. Thì muốn tính được dòng điện mình muốn tính được dòng điện thì mình tính tổng trở mạch rồi lấy điện áp mình chia cho điện áp mình chia cho dòng điện đó. À, điện áp chia cho trở kháng thì nó ra dòng điện đó. Rồi thì thầy chiếu luôn cái bài giải lên luôn ha, tại vì ở đây mình không có bảng viết, mình chiếu bài giải luôn. Rồi thì đầu tiên mình sẽ tính cái XL. XL nó sẽ bằng omega nhân L. Omega là tần số của dòng điện ha, tần số gốc á, nó bằng 2 pi nhân F này. Omega nó bằng 2 pi nhân F ha. Omega nó sẽ bằng 2 pi nhân cho tần số F. Rồi tần số F của mình là 50 Hz này. Mấy em thấy ha, F mình 50 Hz. Thì 2 pi nhân F nó ra 100 pi ha. Rồi nhân cho L. L của mình là 22 mH. Lưu ý đổi 22 mH ra là không là 22 nhân 10 mũ trừ 3 Henry ha. Rồi mình nhân với omega là 100 pi thì nó sẽ được khoảng 6,9 ohm. Đó là cái trở kháng của cái cuộn dây. Trở kháng xoay chiều của cuộn dây ha. XL bằng omega L. Rồi, tổng tổng trở của mạch Z thì nó sẽ bằng R bình cộng cho XL trừ XC bình. Nhưng mà ở đây là XC nó bằng 0 ha, tại mạch mình nó không có tụ điện ha. Thì mình sẽ có là Z trở kháng của mạch nó sẽ bằng 5 bình phương cộng với 6,91 bình phương, là ra khoảng 8,5 ohm. Thì đó là mình tính được tổng trở của mạch ha. Rồi sau khi có tổng trở rồi thì mình lấy dòng điện thì bằng I nó sẽ bằng U chia cho Z. Z là 8,53, U là 24V, tính ra được dòng điện là 2,81A. Được không em? Chỗ này có hiểu không? Đối với cuộn dây á, khi dòng điện đi qua cuộn dây thì nó sẽ bị một cái trở kháng là XL nó bằng omega nhân L. XL nó sẽ bằng omega nhân cho L. Rồi, thì mình tính tổng trở kháng R cộng với XL thì nó sẽ ra tổng trở mạch, rồi lấy điện áp chia cho tổng trở Z thì nó ra dòng điện. Vậy thôi. Rồi, câu B là tính công suất P, Q và S. À, công suất tác dụng, công suất biểu kiến, công suất phản kháng ha. À, thì ở đây á mình muốn tính được công suất thì mình phải tính được cos phi. À, công suất thì muốn tính được công suất phải tính được cos phi ha. À, hoặc là mình có thể tính thông qua điện trở R này. À, mình lấy công suất B là nó trên cái điện trở R này thôi. Công suất trên điện trở R thì nó bằng R nhân I bình phương. I là dòng điện ha. Phương nhân với điện trở R là 5 ohm thì nó cũng ra công suất tác dụng B. B rồi Q thì tính trên cái XL. Q thì là công suất phản kháng trên cái cuộn dây này. Thì mình tính Q nó sẽ bằng là XL nhân cho I bình phương ha. Rồi tương tự cái S thì mình có thể tính là bằng căn bậc 2 của B bình cộng Q bình. Thì đó là cách tính đơn giản nhất ha. Còn ở đây người ta tính theo cái góc phi thì nó cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi mất công mình ha, phải tính tan phi. Tan phi nó sẽ bằng x chia cho r. Rồi suy ra được góc phi nó sẽ bằng 54 độ ha. Từ đó mình tính được cos phi và sin phi. Tính cos phi và sin phi. Rồi sau đó mình tính s là bằng u nhân y, hoặc là bằng căn bậc 2B bình cộng Q bình cũng được. Em có thể tính theo cái cách thầy nói ha. Có nghĩa là B mình sẽ tính bằng B B nó sẽ bằng R nhân I bình phương. Điện trở R. Tại vì mạch mình nó chỉ có một cái điện trở ha. R nhân I bình phương. Thì đó là công suất tác dụng. Tính theo hai cách nha em. À, cách một là tính theo cos phi. À, cách hai là mình tính theo tải ha,
R với XL. XL nhân Y bình. Mạch này mình chỉ vuông dây nên mình có XL thôi. À. Hai cách ha. Tính theo cái công thức màu đỏ này thì nó nhanh hơn. Khỏi mấy công tính góc phi, công tính tan phi rồi, tính góc phi đó rồi, công. Rồi, đó là cái ví dụ tính toán cơ bản. Rồi một cái ví dụ nữa, cái ví dụ này quan trọng hơn nha mấy em. Ví dụ này là cái ví dụ có thể cái bài toán khi mình thi học kỳ á, nó có thể cái dạng bài toán nó sẽ giống như vậy, à, tương tự như vậy. Có nghĩa là người ta sẽ cho mình một cái hệ thống, một cấp nguồn cho một cái phòng học hoặc là một cái nhà dân gì đó. À. Thì trong đó nó sẽ bao gồm nhiều cái tải. À, đầu tiên là ví dụ ở đây là cái tải máy lạnh ha. Máy lạnh ở đây mình sẽ có hai cái máy lạnh, số lượng là hai nè. À. Rồi. Công suất của mỗi máy lạnh là 2 HP, thì 1 HP là gọi là một một ngựa ha. Thì nó bằng 746W ha. Thì mình có hai cái máy lạnh, mỗi máy 2 HP, có hệ số công suất cốt phi nó bằng 0,75, này là cốt phi này ha. Rồi tương tự cái quạt, công suất 500W, 4 cái cốt phi 0,65, rồi một cái ấm đun nước 1.000W. À, có một cái à, có phi bình một thì cho hết cái các cái tải của cái phòng ha. Thì sau đó yêu cầu là mình tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và công suất dự kiến, rồi tính dòng điện. Thì để tính được công suất tác dụng thì mình chỉ cần cộng hết các cái công suất của những thiết bị này lại ha. Ở đây mình có máy lạnh này, có quạt này, có ấm nước này, mỗi cái nó đều có công suất tác dụng ha. Mình sẽ tính từng cái. À, ví dụ hai cái máy lạnh thì tổng công suất máy lạnh là lấy 2 này nhân với 746 nhân 2, tại vì 2 HP, mỗi HP là 746 ha. Rồi nhân với cốt phi là 0,75 thì mình sẽ ra được là công suất của máy lạnh. Tương tự quạt trần ha, mình có 4 cái nhân với công suất 100W và nhân với cốt phi là 0,65. À, đó là công suất quạt. Rồi ấm nước của ngoài một cái công suất là 1.000W. À, thầy nói nhầm, cái hệ số công suất này mình không có cần nhân vào cái này nha em. Thầy xin lỗi. Cái công suất tác dụng thì mình đã người ta cho luôn rồi. Thầy nói nhầm ha, mình không có cần nhân hệ số công suất nữa nha. Có nghĩa là gì? Mình sẽ lấy tổng công suất hai cái máy lạnh này, mình nhân cộng nhân 2 HP nhân cho 746 rồi nhân số lượng là hai cái. À, rồi cái quạt trần là mình 100W nhân 4 cái. Cái ấm nước là 1.000W, số lượng một cái, rồi mình cộng hết lại à, không không có cần theo tính cái hệ số công suất bên này nha, thầy nói nha. Rồi công suất tác dụng là tính tổng hết công suất người ta cho nhân với số lượng từng cái này. Rồi công suất phản kháng thì công suất phản kháng thì Q nó sẽ bằng B nhân cho tan phi à, thì mình có cos phi này mình sẽ tính được ra tan phi nó bằng bao nhiêu ha. Có cos phi rồi tính tan phi thì mình sẽ suy ra được Q của từng cái thiết bị này, công suất phản kháng ha. Rồi mình nhân với số lượng là nó ra. Rồi tương tự S là mình bằng căn bậc 2 của B bình cộng Q bình. Rồi tính dòng điện trên dây dẫn. Thì dòng điện thì mình sẽ tính dựa trên công suất biểu kiến tổng à. Cái S tổng ở trên đó à, mình chia cho cái U thì nó ra Y à, đơn giản. Thì cái dạng như này đi thi có thể ra sẽ gặp nha mấy em, cái dạng như này. Cái bài này là hôm trước thầy đưa giải rồi, không biết mấy đứa có giải chưa. Nếu vẫn chưa hiểu cách giải thì hôm sau lên lớp thầy sẽ giải cụ thể ra. Này thầy nói cái hướng giải là như vậy ha, sử dụng các công thức thôi. Rồi. Tiếp theo thì mình qua cái phần mạch điện xoay chiều 3 pha. Thì cái phần này nó cũng nằm ở trong cái chương mạch điện xoay chiều ha. Hôm trước là mình nói mạch điện xoay chiều một pha, còn bữa nay mình sẽ qua mạch điện ba pha. Thì đối với mạch xoay chiều ba pha thì cái nguồn điện, cái nguồn ba pha thì này thì nó sinh ra là nhờ vào cái máy phát điện ba pha ha. Thì máy phát ba pha nó giống tương tự máy phát một pha, nó chỉ khác một tí là nó có 3 cuộn dây thôi. Máy một pha thì nó có 1 cuộn dây ha, máy ba pha nó sẽ có 3 cuộn dây. 3 cuộn dây này là AX, BI và CZ ha. À, cùng A này, cùng B và cùng C ha. Thì ba pha nó phát ra ba pha dòng điện ABC.
thì cái từ trường nó quét qua các cuộn dây nó sẽ sinh ra dòng điện trên ba pha. Do ba pha này đặt lệch nhau á, ba pha này đặt nó lệch nhau 120 độ. Em thấy một vòng tròn là 360 độ ha. Mà mình có ba pha thì mỗi pha nó sẽ lệch nhau 120 độ. Thì dòng điện trên ba pha này nó cũng sẽ lệch nhau 120 độ ha. Đó là cái nguyên lý để phát ra cái điện ba pha. Mình có thể ghi vắn tắt cho thầy chỗ này thích. Nè, để tạo ra nguồn điện ba pha thì người ta dùng máy phát điện đồng bộ ba pha. Rồi, cấu tạo thì mình cũng có thể ghi cũng được, ghi cũng được ha. Thì cái máy phát nó ba pha nó gồm có ba cuộn dây AX, BY, CZ đặt lệch nhau 120 độ ha. Rotor là 500 điện nó quay. Rồi. Thì trên ba pha nó sẽ sinh ra cái sức điện động. E là sức động, đó là điện áp luôn á, E là điện áp luôn ha, có thể ghi là U cũng được ha. Nhưng mà thường đối với máy phát điện thì cái dòng điện, cái điện áp sinh ra bên trong máy phát nó gọi là sức điện động ha. Thì sức điện động EA, EB, EC là sức động trên ba cuộn dây ABC. Thì mình sẽ có ba cái sức động. E căn 2 sin omega. Rồi E căn 2 sin omega trừ 120 độ và E căn 2 sin omega trừ 240 độ. Thì mấy em thấy ba pha này nó sẽ lệch pha nhau 120 độ á. Cái pha A là mình lấy làm chuẩn nha mấy em. Pha A mình sẽ lấy làm chuẩn là góc là 0 độ. Thì pha B nó sẽ chậm hơn pha A 120 độ, trừ 120 độ ha. Có nghĩa là pha B nó chậm hơn A 120 độ. Pha A làm chuẩn là góc 0 độ này, pha B chậm hơn ha, trừ 120. Và pha C chậm hơn nữa là trừ 240. Thì trừ 240 này mình có thể là đảo ngược nó thành là góc 120 độ. Thì trên vòng tròn lượng giác ha, thì cái góc khi mà đi hết một vòng thì nó quay lại chỗ cũ ha. Thì cái góc trừ 120 độ với cái góc 120 độ như này. Rồi, mình ghi vắn tắt cho thầy cái biểu thức dòng biểu thức điện áp ba pha, sức động ba pha ở trên máy phát. Ghi vắn tắt cho giờ này. À, có bạn nói giải lại cái bài hồi cái bài tập hồi nãy hả? Cái bài đó thì để nếu mà cần thì lên lớp thầy sẽ hướng dẫn mình giải ha. Hồi nãy thầy nói cách giải rồi, nếu bạn nào thấy hiểu thì có thể tự giải, còn nếu mà chưa hiểu thì qua bữa sau lên lớp. Lên lớp trên lý thuyết trên lớp thầy sẽ hướng dẫn giải lại cái bài xoay chiều ha. Tại vì cái dạng đó thì mình sẽ có thi. Dạng bài toán xoay chiều mà tải xoay chiều đó sẽ phát thi. Rồi, thì đi tiếp nha. Mấy em viết xong cái phương trình này, thì tiếp tục. Còn nếu bạn nào mà viết không kịp thì mình có thể chờ cái thầy upload cái video bài học bữa nay rồi ghi ghi sau cũng được. Rồi, cái chỗ này quan trọng ha, mình lưu ý một tí. À, đối với mạch ba pha đó thì mình sẽ có một số cái đại lượng về điện áp và dòng điện ha. Thứ nhất là điện áp dây. Điện áp dây là điện áp giữa hai dây pha với nhau. Dây pha là cái dây ba dây ABC này, đây em thấy cái mạch điện nó phát ra ha. Để gồm có ba dây ABC. Đây, em nhìn cái máy phát này nha. Máy phát điện của mình này. Thì ba pha này, AX pha màu đỏ là AX. À, em quan sát trên cái hình đó. AX là cái pha màu đỏ này, pha thứ nhất. BY là cái pha thứ hai này, màu xanh xanh dương, và CZ là cái pha màu tím. Thì mấy em thấy ở đây trên hình đó, đối với máy phát ba pha thường người ta sẽ nối hình sao. Nối hình sao là mình sẽ nối chung XYZ lại. Mấy em học điện cơ bản chưa? Nếu học điện cơ bản rồi thì mình sẽ biết đấu hình sao như thế nào. Nếu chưa thì thầy giải thích luôn đây nè. Khi mà máy phát điện mình nó có ba pha A, B, C, X, Y, Z thì đấu hình sao là mình nối X, Y, Z chung ha. X nối vô đây, Y nối vô đây và Z nối xuống đây. Thì tất cả nối chung lại nó tạo thành cái dây gọi là dây N, dây trung tính. Nè. Rồi.
Còn ba còn đầu còn lại này, đầu A này, đầu B và đầu C là gọi là ba giây pha. Mạch ba pha của mình đấu hình sao thì nó sẽ có một dây trung tính N này và ba dây pha ABC. Thì điện áp dây, cái khái niệm điện áp dây là gì? Điện áp dây ký hiệu là U dây ha. U dây này là điện áp giữa hai dây pha. Ví dụ giữa dây A với dây B mình đo điện áp giữa hai dây này thì nó gọi là U dây. Hoặc là giữa dây B với dây C, đo giữa hai dây B và C nó gọi là U dây. Hoặc là giữa dây A với dây C nó cũng là U dây. Thì mình có ba cái điện áp dây ha, là điện áp chênh lệch giữa ba cái cặp dây pha này, AB này, BC và CA. Đó là điện áp dây. Rồi, thứ hai là điện áp pha. Điện áp pha là điện áp giữa dây pha và dây trung tính. Này, ở đây đấu hình sao thì mình có giữa dây pha A với dây N là điện áp pha. Tương tự giữa dây B với dây N cũng là điện áp pha. Hoặc đo điện áp giữa C với N cũng là điện áp pha. Rồi, đây là những cái khái niệm ha, mình cần phải nắm. Rồi, dòng điện dây là gì? Dòng điện dây là dòng điện chạy ở trên dây pha này. Dòng điện dây là dòng điện chạy trên dây pha, ký hiệu là Y dây. Rồi, dòng điện pha, dòng điện pha là dòng điện chạy ở trên mỗi pha. Thì dòng điện pha là dòng điện nó chạy trên cái cuộn dây của mỗi pha này. Nó chạy ra đây. Thì đối với cái trường hợp mắc hình sao này á, thì cái Y pha này nó sẽ bằng Y dây luôn. Tại vì dòng điện trên pha nó chạy thẳng ra cái dây luôn ha. Lát thầy sẽ nói mắc hình tam giác ha, lúc đó nó sẽ khác. Ở đây mắc hình sao thì Y dây nó bằng Y pha này nó ra là bằng Y dây này. Thì mình cần phải nắm những cái đại lượng này ha, điện áp dây, điện áp pha, dòng điện dây và dòng điện pha, là phân biệt giữa những cái đại lượng này. Rồi tiếp theo, nếu nếu thầy để có đi nhanh quá thì mấy em chịu khó mình coi lại video rồi mình bao lại hoặc mình giảm tốc độ gì đó, tại vì hướng dẫn online thì thầy không không thể nào mình không thể nào thầy điều chỉnh cái tốc độ cho nó phù hợp được, tại vì thầy không có tương tác được nhiều với mấy đứa. Nếu mà điều chỉnh thì cũng nhiều khi nó cũng không có cần thiết à, tại vì mình học online mình sẽ có lưu cái nội dung này lại và mấy em có thể xem lại bất cứ lúc nào. Thì thầy sẽ gửi cái link lên, bạn nào mà thấy mà theo dõi không kịp hoặc là ghi không kịp thì mình có thể coi lại video để mình dừng lại chỗ nào mình muốn ha, hoặc là tua chậm lại những chỗ mình muốn. Còn thầy thì cái bài học thì thầy cứ đi liên tục nha em. Còn khi nào có bạn nào mà cần có ý kiến gì đó thì cứ bấm giơ tay lên thì thầy thấy thì sẽ dừng lại. Đối với cái nguồn điện ba pha thì mình sẽ có cách đấu hình sao như thế này. Đây, cái này mà em phải vẽ vô nha, cái này vẽ vô giùm thầy, vẽ nhanh nhanh cũng được, vẽ nhanh nhanh rồi thầy chờ một tí rồi thầy đi tiếp. Đây là đấu hình sao á, đấu hình sao thì mấy em thấy có thể đấu chụm chung lại hình ba cái nguồn á, chụm lại ở giữa hình như hình ngôi sao ba cánh ha. Rồi ở giữa là ra cái dây gọi là dây trung tính điểm nối chung này là dây trung tính này. Rồi ba cái đầu còn lại của ba cái nguồn là ABC là ba dây pha Thì đây là cách vẽ thứ nhất, có nghĩa là mình vẽ nó giống như hình ngôi sao ba cánh Cách vẽ thứ hai là mình vẽ nó nằm ngang như này luôn Thì vẽ như này vẫn là đấu hình sao nha mấy em. Đấu hình sao là nó chung hết các cái đầu này chung lại này chung lại ABC là các cái đầu dây pha, còn cái điểm chung nối chung này là dây trung tính. Thì vẽ kiểu này vẫn là đấu hình sao đấu hình sao, nhưng mình phải nhận ra ra nó là đấu hình sao Đấu hình sao lưu ý là đấu chung ba đầu nguồn lại, rồi ba đầu còn lại thì mình sẽ ra ba dây pha vậy thôi. Em vẽ cái hình vô rồi xong mình tiếp tục ha.
À, mình tiếp tục ha. À, như có bạn bấm rồi xong rồi mình tiếp nè. Đây là cái mạch đấu cái nguồn đấu hình sao. À, đối với cái nguồn đấu hình sao này á thì UN, UBN, UCN là điện áp giữa các dây pha và dây trung tín, mình gọi là điện áp pha. À, đây thì UN nó sẽ bằng U pha nhân căn 2 sin omega t, UBN nó bằng U pha căn 2 sin omega t trừ 120 độ, UCN là trừ 240 độ. Thì ba cái điện áp pha này nó sẽ lệch nhau 120 độ. Mấy em lưu ý ha. Đây là điện áp pha nha mấy em, U pha. À. Đây là đấu hình sao nha, đấu hình sao á. À, tương tự điện áp dây. À, thì UA là UA UBC. À, cái slide trước mấy em chỉ cần ghi vắn tắt thôi, điện áp pha là UN UBN UCN, còn cái biểu thức này mình cũng biết rồi. À, căn 2 sin omega t đó mình biết rồi, chỉ cần ghi điện áp pha là UN UBN UCN. Còn là điện áp giữa dây pha với dây trung tín thì cái này mình biết rồi, mình ghi tắt giùm thầy nha, đừng có chép hết gì nó dài. Điện áp pha là gồm có UN này, UBN UCN được không? Điện áp giữa dây pha với dây trung tín này cũng nói rồi. Rồi điện áp dây là điện áp UAB, UBC và UCA, được không? Đó. Thì mấy em lưu ý là ở đây đấu hình sao thì mình sẽ có cái biểu thức U dây nó sẽ bằng căn 3 U pha. Cái chỗ này là mấy em ghi và đóng khung lại này nhé. Đấu hình sao thì điện áp U dây nó sẽ bằng căn 3 U pha. Đối với đấu hình sao U dây sẽ bằng căn 3 U pha. Tiếp theo là đấu hình tam giác. À, đấu hình tam giác thì mình có thể vẽ cũng theo hai cách ha. Một là đấu vẽ cái hình nó như hình tam giác này. Thì đấu tam giác là ba cái nguồn này nó sẽ đấu xoay vòng với nhau. À, đầu này đuôi kia, đầu này đuôi kia, nó giáp vòng như thế này. À, đầu này nối đuôi kia, đầu này nối đuôi kia, và ba cái đỉnh nối chung á, ba cái điểm mà nối chung giữa các cái cặp nguồn này á, thì mình sẽ lấy ra ba dây là ABC. Thì đấu này gọi là đấu tam giác ha. À, mình có thể vẽ cách cách khác, không cần phải vẽ ra hình tam giác ha, mình vẽ như này, nó cũng là đầu này nối đuôi kia ha, đầu này nối đuôi kia giáp vòng nhau và lấy ra ở cái điểm nối chung của ba cái nguồn, à, giữa hai cái nguồn với nhau á, mình sẽ lấy ra ba đầu dây ABC. Nên vẽ luôn cái đấu tam giác ha. Rồi đấu tam giác thì ở đây cái u u pha chính là điện áp ở trên của một cái pha này nha em. Ở đây mình không có dây trung tín nữa, không có dây trung tín thì cái u pha là điện áp giữa hai đầu của một cái nguồn này, u pha là điện áp giữa hai đầu của một cái nguồn này ha. Đây là một điện áp pha này. À, thì u pha ở đây nó sẽ bằng u dây luôn, giữa hai dây pha A với B thì nó cũng bằng điện áp trên hai đầu của một cái nguồn U pha này ha. À, nên đấu hình tam giác thì U dây nó bằng U pha. Rồi, cái này quan trọng em đóng khung lại. Vẽ cái cách đấu và đóng khung cái biểu thức ở dưới lại ha.
À, xong cái chỗ này thì mình tiếp nha. Bạn nào nếu mà chưa vẽ kịp thì mình lát mình coi lại video mình vẽ tiếp. Rồi. Tương tự đối với phía tải. Hồi nãy là các cái nguồn nha mày. Đấu nguồn thì đấu hình sao, đấu hình tam giác à. Tải mình cũng tương tự à, mình cũng có thể đấu hình sao và đấu hình tam giác. Thì đối với mặt ba pha thì cái tải mình đã chuyện cũng sẽ gồm có ba pha nối với nhau ha. A, B, C, Z, A, Z, B, C này. À. Thì tải đấu hình sao mình sẽ nối chung ba cái đầu lại tạo thành dây trung tính, và ba cái đầu còn lại của ba cái tải thì nó là ba dây ABC. À, này là đấu tải hình hình sao, tương tự cái nguồn ha. Rồi hoặc là mình có thể vẽ như này, không cần phải vẽ hình cái ngôi sao ba cánh á, vẽ như này cũng được để ba cái tải song song nhau đấu chung một đầu. À, ra dây trung tính, còn ba dây còn lại là ba dây về pha. Thì đối với tải thì mình nên vẽ là cái hướng của dây nó hướng từ bên phải qua bên trái, cái dây nó sẽ nằm ở phía bên trái để mình đấu về phía nguồn á. Nguồn thì cái dây đầu ra của nguồn nó ở phía bên phải, mình sẽ ghép chung cái phía tải này với phía nguồn bên kia. Rồi thì đối với mạch ba pha mình trong chương trình mình học á, thì mình sẽ học mạch ba pha cân bằng. Ba pha cân bằng có nghĩa là giữa ba cái pha này trở kháng nó giống nhau, ZA, ZB, ZC nó bằng nhau ha, thì gọi là mạch ba pha cân bằng. Cái nguồn thì ba pha nó bằng nhau rồi, còn cái tải này à, tải này bằng nhau nữa thì cái mạch mình gọi là mạch ba pha cân bằng. À, ở đây mình có cái dòng điện chạy vô tải ha, từ nguồn nó cấp nó chạy ra tải, thì cái dòng điện y dây là dòng điện chạy trên cái dây dẫn này ha, và dòng điện y pha là dòng điện chạy vô cái tải này. À, phía nguồn của bạn nha mấy em, đây là thầy đang nói phía tải phía nguồn của bạn. Y dây là dòng điện chạy trên cái dây pha, còn y pha là dòng điện nó chạy ở trong cái cuộn dây mới phát nó chạy ra ha. Còn đây là phía tải thì y dây là dòng điện trên dây pha và trên đường dây, và y pha là dòng điện chạy vô trong cái tải. Em đóng khung chỗ này à, đi chay nó bằng đi xa đối với cách đấu hình sao. Rồi, tiếp theo là cái tải đấu hình tam giác ha. Tải tam giác mình cũng có thể vẽ giống như cái nguồn thôi ha. Thay vì cái nguồn thì đây là cái tải. À, có hai cách vẽ luôn. Đó, vẽ như hình tam giác như này, hoặc là vẽ nó hình trên cái hình chữ nhật cũng được. Rồi ba đầu ra của ba cái đỉnh nối chung là ba dây pha. À, thì đối với tải đấu tam giác thì mấy em có cái lưu ý này, dòng điện ha. Đây mấy em nhìn cái dòng điện y dây và y pha. Y dây là dòng điện chạy trên cái đường dây này ha, còn y pha là dòng điện chạy trong cái tải mỗi pha này. À, mình có ba cái dòng điện y pha, y đi qua pha A này, đi pha B, đi pha C ha. Rồi, à, A này, B này, C này. Còn Y này, Y dây này ha. Thì cái dòng điện Y dây nó sẽ bằng căn 3 lần Y pha. Em lưu ý ha. Chỗ này à, Y dây nó sẽ bằng căn 3 lần Y pha. Đối với mặt đấu tam giác. À, cái này cần lưu ý nha mấy em. Cái đóng khung này là phải ghi chú lại. Đóng khung. Rồi, còn cái hình tải thì mấy em vẽ cũng tương tự như cái vẽ tương tự như cái nguồn thôi. À, có điều cái dây thì mình nó sẽ nằm ba cái đầu nối thì nó sẽ nằm ABC, nó sẽ nằm ở phía bên trái. À, nó ngược lại phía nguồn, mình sẽ ghép chung giữa giữa nguồn với tải. À, à, tiếp theo thầy nói thêm một cái nữa là biến đổi sao tam giác. À, giữa một cái tải hình sao như thế này. À, mình có thể quy đổi tương đương á, biến đổi tương đương nó thành một cái tải tam giác. À, thì
Để biến đổi tương đương từ hình sao qua hình tam giác thì mình sẽ có cái biểu thức z tam giác nó sẽ bằng 3 lần z sao. Có nghĩa là gì? Nếu mà em có tải hình sao này, ví dụ mỗi cái tải này là một ôm, ZA một ôm, ZB một ôm, ZC một ôm, đang đấu hình sao đang đấu hình sao. Nếu mà em chuyển thành cái tải hình tam giác thì mỗi cái Z này mấy em sẽ là 3 ôm, ZAB nó là 3 ôm, ZCA là 3 ôm, ZBC là 3 ôm. Z tam giác sẽ bằng 3 lần Z sao ha. Ngược lại, nếu mấy em đấu cái tải tam giác mấy em muốn quy đổi về tải hình sao thì làm tương tự mà chia 3 Có nghĩa là nếu cái tải này đang là 3 ôm, em quy đổi về tải sao thì nó chỉ còn 1 ôm thôi. Em ghi dùm thầy công thức này vào nha. Biến đổi sao tam giác. Đâu lưu ý là đây là đang nói ba cái tải này bằng nhau nha. ABC ba pha nó bằng nhau Còn nếu ba pha nó khác nhau thì không có tính theo cái biểu thức này được. Biểu thức này là khi tải nó bằng nhau. Tiếp nha. Rồi, tiếp theo là hệ thống ba pha. Thì hệ thống điện ba pha của mình đó, giữa nguồn với tải thì nó sẽ có ba cái kiểu bốn kiểu, xin lỗi. Mình sẽ có bốn kiểu đóng. Hệ thống sao sao có nghĩa là nguồn nối hình sao, tải nối hình sao. Sao tam giác là nguồn nối sao, tải nối tam giác. Cái vế trước là của cái nguồn vế sau là của cái tải. Mấy em ghi vắn tắt thôi, chỗ này mình không cần ghi cái lý giải dài đâu, mình nhìn là mình hiểu rồi đúng không? Hệ thống sao sao có nghĩa là nguồn đó làm sao, tải đó làm sao này. Sao tam giác có nghĩa là nguồn đó sao, tải đó tam giác. Nguồn trước tải sau nguồn bên trái tải bên phải. Rồi hệ thống tam giác sao có nghĩa là nguồn đó tam giác, tải đó sao. Và hệ thống tam giác là nguồn đó tam giác, tải đó tam giác. Vậy thôi. Thì mình sẽ có bốn cái dạng cơ bản. Mạch ba pha nó sẽ có bốn dạng cơ bản. Sao sao, sao tam giác sao và tam giác. Ghi vắn tắt vô nha em. Còn cái lý giải này nếu bạn nào thấy không nhớ được thì ghi vô cũng được. Mình phải nghĩ chỉ cần ghi có bốn dạng thôi. Sao 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 tam giác sao và tam giác. Rồi. Thì đây là hệ thống sao sao này. Nguồn đó hình sao, tải đó hình sao. Thì mấy em cái hình đó thì hình này hình lớn thì phóng thu nhỏ lại để thầy ghi một số cái nội dung cần phải lưu ý Rồi, thì ở đây có một số cái lưu ý nha. Đối với hệ thống sao sao thì mình sẽ có gì? Điện áp U dây. Điện áp U dây U dây là điện áp giữa dây A với dây B này, dây B với dây C và dây C với dây A. Điện áp giữa các dây pha nha, A với B này, B với C và C với A. UAB, UBC và UCA nó gọi là U dây. Cái này thì nếu mà mấy em thấy hồi nãy nói rồi, mấy em nắm được rồi thì thôi mọi ghi cũng được Rồi, điện áp pha là gì? Cái hình thì mấy em vẽ vô nha mấy em. Cái hình này vẽ vô nha. Nguồn đó hình sao này, tải đó hình sao này Dòng điện trên các dây pha này, dòng điện trên dây trung tính này. Điện áp dây, điện áp pha là điện áp trên từng cái pha này. Điện áp pha là giữa A với N này, giữa B với N và C với N Phía tải nha. Phía tải đây AN này, BN và CN. Cái nguồn này phía tải vậy thôi U dây thì giữa A với B này, EA với dây B này, B với C này, C với A này. Ở đây cái đường dây này không có điện trở nha. Cái đường dây hiện tại mình đang khảo sát này không có điện trở. Thì điện áp giữa bên tải với bên nguồn nó bằng nhau Giữa A nhỏ B nhỏ là phía bên nguồn này, nó bằng A lớn B lớn phía bên tải nha. Hai này bằng nhau Rồi, nó gọi điện áp dây. Dòng điện dây, mấy cái này thì nãy giờ thầy cũng có nói rồi, cái này cũng không cần ghi, chỉ cần vẽ cái hình thôi. Rồi dòng điện dây thì y dây nó sẽ bằng ia ib c ba cái dây pha Rồi dòng điện pha là dòng điện chạy trong cái pha này, ia ib c luôn. Rồi quan hệ, cái quan hệ này hồi nãy cũng có nói rồi u dây sẽ bằng căn ba u pha, y dây bằng y pha. Cái này chắc mấy đứa ghi lại thêm lần nữa này Đối với cái mặt đấu hình sao sao như thế này, quan hệ U dây sẽ bằng căn ba U pha, Y dây bằng Y pha.
Đó làm sao thì nhớ cho mấy em bé phát họa cái hình sơ đồ đó sao sao này cho. Rồi, mình tiếp ha. Tiếp theo là hệ sóng sao tam giác. À, sao tam giác thì phía nguồn mình đấu hình sao ha. Phía tải mình đấu tam giác. Nguồn đấu sao, tải đấu tam giác. Nếu mấy cái hình mà mấy em vẽ không kịp mà thầy qua slide mới thì mấy em lưu ý mở lại video để vẽ lại cho đủ cái hình nha. Mấy cái hình này vẽ lại để rồi cửa sau mình này không có nắm được. Vẽ đầy đủ các cái mặt vô ha. Mỗi mặt này nó chỉ có bốn cái mặt, chỉ có bốn cái hình thôi. Nếu mình không vẽ kịp thì cái hình thì vẫn còn phóng nhỏ trên này nè, để mình vẽ đuổi vẽ vào. Rồi thì đối với đấu tam giác ở đây mình xét cái tải nha em. À, thầy chỉ xét cái tải thôi, cái tải ha. Cái tải thì u dây là UAB, BC và CA này, rồi u pha nó cũng là UAB, BC và CA. Thì đấu hình tam giác thì u pha nó bằng u dây AB và BC này. UAB này, u pha cũng là u dây luôn. Tương tự BC cũng vậy, nó là u dây và là, cũng là u pha CA cũng vậy. Rồi, thì u pha nó bằng u dây ha. Ở đây u pha nó bằng u dây, đấu tam giác cái tải nha. Rồi, cái dòng điện thì mình cũng đang xét dòng điện phía tải đó. Thực ra phía nguồn đối với cái bài toán ba pha mình sẽ ít quan tâm ha. Em lưu ý nha, đối với bài tập mình làm bài toán ba pha thì cái nguồn mình ít quan tâm lắm. Tại cái nguồn cái giá trị nó cố định à, chỉ có tải giá trị dòng điện điện áp nó sẽ phụ thuộc cái tải, thay đổi tải thì dòng điện điện áp nó sẽ phụ thuộc phía tải này. Thì dòng điện IA, IB, IC là dòng điện chạy trên cái đường dây này, là dòng I dây, I dây ha. Còn IAB là dòng điện chạy trong pha A này, IBC là dòng điện chạy trong pha B này, và ICA là dòng điện chạy trong pha C. Thì mình có ba cái dòng điện pha là chạy bên trong này, còn ba dòng điện dây là dòng chạy trên cái đường dây hả. Rồi thì đối với mạch này thì u dây đối với tải đó tam giác ha, u dây bằng u pha và y dây bằng căn bay pha. Ở đây mình đang xét phía tải nha, phía nguồn mình thực chất phía nguồn mình không cần quan tâm lắm ha. Rồi, tiếp ha. Tương tự hệ thống tam giác sao thì đối với cái nguồn đấu tam giác ha, thực chất thì đối với nguồn đấu tam giác này thì nó vẫn ra ba dây là ABC này, nó chỉ không không có dây trung tính thôi nha em. Rồi thì khi nguồn đấu tam giác thì phía tải này
tại đó làm sao ha, thì cái U dây là điện áp giữa hai dây pha nó cũng bằng căn 3 U pha. U pha là điện áp trên một pha này ha. Rồi Y dây nó bằng Y pha. Y dây này, Y pha là Y chạy vô tải. Thì mấy em vẽ cái hình này ha. Còn cái biểu thức thì tải đấu hình sao thì nó giống như trường hợp này đấu sao sao thôi. Chỉ có cái khác là cái nguồn này đấu tam giác thì nó không có dây trung tính ha. Không có dây N. Em vẽ cái hình này vô ha. Đây là nguồn đấu hình tam giác, tải đấu hình sao. Mình tiếp tục ha. Một hệ thống nữa là hệ thống đấu tam giác, tam giác thì phía nguồn đấu tam giác, tải đấu tam giác ha. Thì đối với tải đấu tam giác thì giống như hồi nãy nguồn sao tải tam giác cũng vậy thôi à, mình quan tâm phía tải thôi ha. Thì phía tải đấu tam giác thì U dây nó bằng U pha, điện áp dây nó bằng điện áp pha ha. Và Y dây nó bằng căn 3 Y pha. Y dây là dòng điện dây này ha, Y pha là dòng điện chạy trên này. Cái hình vô luôn ha. À, thì có bốn kiểu đấu thì có bốn cái hình tương ứng. Thực ra sau này giải bài tập thì phía nguồn này mình có thể che đi cũng được ha. Khi giải bài tập ha, phía nguồn này mình có thể mình cũng không cần phải quan tâm lắm. Thì chỉ cần vẽ phía tải với lại ba cái đường dây thôi. À, thì nếu nếu mà phân loại ra để giải thì chắc thì mình chỉ cần hai cái hình ha. Phía tải đấu hình sao hay phía tải đấu tam giác. Nhưng mà hiện tại thì mình cứ vẽ đủ bốn hình như này. Mà sau này vô phần bài tập là thầy sẽ nói rút gọn nó bớt lại cho dễ nhớ. Còn cơ bản thì mình còn phải nắm đủ ha.
Tiếp tục nè. Tiếp theo thì nói về công suất ở trong mạch 3 pha. Thì đối với mạch 3 pha thì mình sẽ gồm có công suất tổng của 3 pha, B, pha A này, pha B, pha C cộng công suất 3 pha lại thì nó ra công suất của mạch điện 3 pha. Rồi. Thì đối với mỗi pha thì công suất pha A nó sẽ bằng UA, IA, cos phi A. Tương tự pha B, UB, IB, cos phi B và UC, IC, cos phi C cộng công suất 3 pha lại ha. Thì nó ra tổng công suất 3 pha. À. Rồi. Thì trong đó cái UA, UB, UC là điện áp pha ha, IA, IB, IC là dòng điện pha. Rồi góc phi là góc lệch pha giữa UB của từng pha. Thì đối với mạch 3 pha cân bằng, em lưu ý nha, mạch cân bằng ha. Không cân bằng thì mình sẽ cộng riêng từng pha lại ha. Nhưng mà mạch cân bằng thì mình thay vì cộng từng cái lại mình tính một cái rồi mình nhân ba lên. À, cân bằng thì ba pha nó sẽ bằng nhau. Không cân bằng thì mỗi cái này nó khác nhau nha. Không cân bằng thì BA, CA, CB, CC nó khác nhau ha. Thì không thì mình tính riêng từng cái mình cộng lại. Nhưng mà đối với mạch mình cân bằng ha, thì mình chỉ cần tính trên pha A thôi. À, tính pha A xong rồi mình nhân ba lên. Thì công suất tính công thức mà tính công suất ba pha của mạch ba pha cân bằng thì theo cái biểu thức đóng khung này ha. À, B 3 pha nó sẽ bằng 3 lần B 1 pha bằng 3 lần U Y cos phi. Này là U pha Y pha ha. U pha Y pha cos phi. 3 pha nhân lại. À, 3 nhân lên cho 3 pha ha. Rồi, đối với dùng U dây thì mình sẽ là dùng căn 3 U dây nhân Y dây nhân cos phi. Căn 3 U dây Y dây à, cos phi. Hay tính nếu tính cho điện trở tải tải thì có điện trở R ha. Thì công suất 3 pha sẽ bằng 3 lần Y pha bình phương nhân với R pha. Giống như một pha đó, một pha thì Y bình nhân R. Còn ở đây ba pha thì mình nhân ba lên. Thì công thức này là đóng khung là mấy em ghi chú đóng khung lại. Còn cái khúc ở trên khỏi ghi cũng được nha mấy em. Khúc trên này khỏi ghi cũng được. Trên này chỉ lý giải thôi. Công suất ba pha nó sẽ bằng tổng ba pha cộng lại ha. Nếu mà ba pha cân bằng thì mình tính một pha mình nhân ba lên. Thì nó là cái biểu thức ở dưới đây ha. Đó là biểu thức tính công suất 3 pha. Công suất tác dụng nha mày, công suất B, công suất tác dụng. Rồi, tiếp tục. Công suất phản kháng. À, tương tự như công suất tác dụng thôi. Thì công suất phản kháng mình cộng công suất phản kháng của 3 pha cả lại. À, QA cộng QB cộng QC. Mạch cân bằng thì mình có biểu thức này. 3 U Y sin phi ha. Hoặc là căn 3 U dây Y dây sin phi. Hoặc là 3 Y pha bình phương nhân X. Công suất phản kháng nha em. Đó, ghi cái biểu thức đóng khung đó. Nha, tiếp nha. Công suất biểu kiến à, thì đối với công suất biểu kiến ha, thì tương tự thôi à, công suất biểu kiến thì khi mà mấy em tính công suất 3 pha à, mấy em tính S nó bằng căn bậc 2 của B bình cộng Q bình ha. Rồi công suất 3 pha tổng thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của B của K 3 pha cộng lại này bình phương là
cộng quy của ba pha cộng lại bình phương. Ở đây là mình tính khi mà tải không cân bằng ha. Còn khi cân bằng thì mấy em có thể tính theo biểu thức bên dưới ha. S ba pha nó sẽ bằng 3 lần u pha nhân y pha. Nhớ tải cân bằng mới tính như thế này nha mấy em. Tại vì ba pha nó khác nhau thì mình không có lấy chung cái u pha y pha được. À, mỗi pha nó sẽ có u y khác nhau ha. Rồi, nó bằng căn 3 u dây y dây hoặc là bằng 3 lần y nhân z pha, y bình nhân z z pha. Rồi. S nó bằng căn bậc 2 của b bình cộng quy bình. Này là biểu thức tính công suất dự kiến. Cái này là cái ví dụ ha. Giả sử mình có một cái mạch điện 3 pha nguồn đối xứng tải mắt hình sao như hình này ha. Nguồn đối xứng mình không cần biết cái nguồn đó sao đó tam giác gì đó, người ta cho cái nguồn rồi tải mắt hình sao và cái hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 220V. Đây có nghĩa là giữa hai điểm A B này là 220 ha. Thì đây là điện áp dây ha, u dây á, chứ cho u dây ở đây là 220 này. Rồi R 5 ohm, XL là 15 ohm. À, XL là omega L ha, người ta cho luôn cái điện trở luôn, không có cho L mà cho XL luôn. Rồi, dây tải của mình là R và L 5 với 15 ha. Thì yêu cầu tính u pha, u dây, y pha, y dây ha. Thì để mà tính u pha đó, u pha là điện áp giữa đầu A này, dây pha với dây trung tính N. Thì đối với tải đấu hình hình sao như thế này thì u pha nó sẽ bằng u dây chia cho căn 3. Công thức hồi nãy có rồi ha. Tải đấu hình sao thì u pha nó sẽ bằng u dây chia căn 3, người ta hỏi u pha thì lấy u u dây chia căn 3. Rồi. U dây thì nó u dây là UAB này thì nó bằng 220 đề cho rồi. Ha. Rồi, y pha dòng điện y pha thì nó sẽ bằng u pha chia cho z pha. Có nghĩa là mình sẽ lấy điện áp u pha hồi nãy tính là trước chia cho z pha, chia cho trở kháng này nó sẽ ra dòng điện y pha. Rồi y dây, y dây thì đối với tải đấu làm sao thì y dây nó sẽ bằng y pha luôn. Y dây là dòng điện chạy trên đường dây, nó sẽ bằng dòng điện chạy trên pha này, đúng không? Rồi tính công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến. Thì công suất tác dụng thì mình tính là bằng b nó sẽ bằng r nhân y bình phương, tại vì ở đây mình có điện trở r rồi, có dòng điện y tính ở câu của a ha. Thì mình sẽ có công suất tác dụng nó sẽ bằng 3 lần R nhân cho y bình phương. À, đây thầy nói cách giải trước ha. Rồi, công suất phản kháng thì mình sẽ bằng 3 lần y nhân cho y bình phương nhân cho x xl. À, rồi, công suất biểu kiến thì mình lấy căn bậc 2 của b bình cộng quy bình. À, cách giải là như vậy. Rồi, có cái bài giải. Thầy nói cái hướng giải vậy mấy em. Lát nữa mấy em nếu mà chắc lát nữa sau khi thầy hướng dẫn xong ha, mấy em thầy sẽ upload cái video lên thì mấy em coi lại cái chỗ ví dụ này mấy em giải nữa theo cái cách thầy nói đó. Nè. Ở đây điện áp u dây mình có rồi 220 này ha. Câu A nó hỏi u dây là 220 này. U pha thì nó sẽ bằng u dây chia căn 3, tải mình là tải đấu hình sao. Y dây, y pha nó sẽ bằng nhau, đấu hình sao thì y dây bằng y pha ha. Và mình sẽ lấy bằng u pha. U pha là mình mới tính ở trên này ha, chia cho z pha. U pha chia z pha này thì nó sẽ ra y y pha ha. Rồi còn công suất tác dụng, công suất phản kháng dự kiến thì mình bằng 3 lần r y bình nè, công suất tác dụng này 3 lần xl y bình là công suất phản kháng ha. Rồi lấy cả hai cái đó lấy tổng bình phương khai căn ha, mình sẽ ra được s. Cách giải thầy nói là mấy em lát nữa mình mở lên mình tự giải nha. Rất nhiều bài tập ha.
Rồi thì cái bài này thầy nói luôn cách giải á, thầy nói hướng dẫn cái cách để mình giải rồi. Rồi mình có thể mở lên mình giải. Bữa sau lên lớp thì thầy sẽ giải lại. Thưa ấy, bữa sau lên lớp thầy sẽ giải lại à. Nhưng mà thầy muốn mấy em tự giải trước. Thầy nói cái hướng giải rồi mình tự giải trước. Mà bữa sau lên lớp thầy sẽ nói chi tiết. À, nếu bạn nào mà về nhà giải tốt rồi bữa sau lên bảng sửa thì cộng điểm giống như mọi khi. À. Thì đối với bài này người ta cho mình cái nguồn ba pha đối xứng tại mắt tam giác. Nguồn thì người ta không không cho là nguồn đấu sao đấu tam giác gì, mình cũng không còn quan tâm nữa. Giờ cho tại mắt tam giác. Rồi. À, hai phần tử R và C mắc nối tiếp, có nghĩa là tải này gồm có R và cùng tụ điện C. À, tra thông số R và C luôn. Yêu cầu tính hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 380V, có nghĩa là cho điện áp dây rồi ha, tần số 50 Hz. Thì có tần số rồi, mình có C rồi, mình sẽ tính được ZC. Bài nãy thì nó tra luôn rồi, nó tra XL, còn bài này nó không tra thì mình phải tìm XC này. Omega C ha, à, 1 chia omega C. Điều thức tính XC nó bằng 1 chia omega C, cái bằng điện xoay chiều mình biết rồi ha. Rồi thì mình có R và XC. Rồi yêu cầu tính dòng điện Y dây và Y pha. À thì cái bài này á, cái bài này lại không có cái hình. Bài này mấy em vẽ cái hình ra. Thì lúc này mấy em sẽ tính được, đầu tiên mấy em sẽ tính được Y pha trước nha mấy em. Tại vì khi mà nó tra điện áp dây, có U dây rồi này ha. Thì mình đồng thời U pha nó cũng bằng U dây đúng không em? Điện áp trên mỗi pha nó U pha nó sẽ bằng U dây. À. Rồi vậy thì mình cũng có U pha luôn là 380. À. Và mình có Z pha, trợ kháng pha ha, có Z pha này. Thì mình sẽ tính được Y pha nó sẽ bằng U pha chia cho Z pha. U pha là điện áp 380 này chia cho Z pha thì nó sẽ ra được Y pha. Y pha đây ha. Rồi, có Y pha rồi tính Y dây là Y dây nó sẽ bằng căn 3 Y pha. Y dây bằng căn 3 nhân Y pha, đúng không? Rồi. Tương tự tính B, tính Q, tính X. B là công suất tác dụng thì nó sẽ bằng Y pha bình phương nhân cho R. À, và 3 pha thì nhân 3 lên. Tương tự Q thì nó sẽ bằng Y pha bình phương nhân với XC. À, rồi nhân 3 lên. Rồi S thì nó bằng căn bậc 2 của B bình cộng Q bình. À, thì cái này mấy em về cũng lát nữa cũng bật lên tự giải nữa. Bữa sau thầy sẽ hướng dẫn cách giải. À. À, còn rất nhiều bài tập ha, nhưng mà tạm thời mấy em sẽ giải hai bài đã cho thầy. À, bữa sau mình sẽ đi vào giải thêm một số bài, thầy sẽ sửa lại hai cái bài vừa rồi ha. Và mình sẽ giải thêm một số bài nữa để mình nắm được các cái dạng bài toán ba pha này. Thì có lẽ cái nội dung tới đây là mình tạm tạm dừng được rồi ha. Nhưng mà trước khi nghỉ thì các em nếu mà ai có câu hỏi gì thì mình có thể câu hỏi ha. Thầy câu hỏi thì bấm giơ tay lên rồi thầy bạn nào hỏi gì thì thầy sẽ mở cái mic bên phía em cho em trả lời. Em có thắc mắc gì không? Nếu mà thấy có thắc mắc gì cần hỏi thì à, rồi thì thấy à mấy đứa đặt tên lưu ý này, ví dụ như bạn này đặt tên admin à, thầy thấy các bạn tên admin, thầy không biết là bạn đó là tên gì hết vậy, đặt tên cho đúng chứ sao đặt tên admin. Rồi à, bạn vừa rồi giơ tay thầy bấm đồng ý rồi mà ở đâu mất rồi, bạn vừa rồi đó à, admin này. Rồi, em có thể nó hỏi gì thì hỏi em. Em tên gì vậy? Admin là tên gì vậy? Đang mở mic cho em rồi đó. Thấy mới bật. Sao dây AB mà sao UBC thầy? Sao em hỏi gì? Nói lại, nói lại. Hồi nãy cái dây AB mà sao ghi là UBC À, thầy? à có thể cái hình thì ghi nhầm không? Bài nào vậy? Cái Cái phần phần cái hệ thống tam giác à tam giác à, để thầy coi lại, có thể trên cái slide thầy ghi nhầm tam giác đúng không? IAB này, từ A tới B này, dòng điện chạy từ A tới B này, IBC này, dòng điện chạy từ B tới C này,
là y c hay là u, em đang hỏi u hả? À, rồi đúng rồi, trên này đánh nhầm đó, ABC đánh bị nhầm đó. À, chỗ này là chữ B này, chỗ này chữ C này, sai cái chữ thôi. Chỗ này chữ B nha, phía này bên này là bên phải là chữ B này, chỗ thầy đang chỉ này, đây là chữ B á, còn bên này là chữ C nha, đánh đánh dấu cái ABC nó bị nhầm. Rồi, nếu bạn nào có câu hỏi nữa thì mình có thể đặt câu hỏi thầy trả lời luôn ha. Còn nếu mà thấy khó giao tiếp ở đây thì qua bữa sau thầy cũng sẽ nhắc lại các nội dung này nha em. Yên tâm là cái phần online này thì lên lớp thầy cũng sẽ nói lại lần nữa, chứ nói nhiều khi hướng dẫn online nhiều nữa cũng không có nắm được ha. Thầy sẽ nói lại tiếp ha. Rồi, bạn chậm đúng không? Rồi, chậm chậm cần hỏi gì em? Trọng thì mới mở mic rồi đó. Trọng đó rồi, mới thấy giơ tay mà đâu mất tiêu rồi. Trọng đã mở mic rồi nha. Sao im re ạ? Bạn quý, bạn quý, bạn quý sao ghi gì tùm lum lên trên mũi tên Alo. rồi sai em. Mã Google Classroom kỹ thuật điện hả? Ủa cái mã này thầy hôm trước thầy gửi cho lớp rồi mà. Rồi, bạn nào không hỏi ạ? À? À thôi không hỏi thì nếu mấy em không có câu hỏi gì nữa thì có thể thoát cũng được ha. Thầy nói chung online thì thầy cũng không có điểm danh. Bữa sau lên lớp thì các nội dung này bữa sau nếu bạn nào thắc mắc mà hoặc là coi bài coi lại video bạn không hiểu nha thì hôm sau lên lớp hỏi hỏi lại nha. Bữa sau lên lớp thầy sẽ giảng lại cái bài này sơ bộ lại một lần nữa, chốt lại những cái cần thiết nha. Còn nếu mà mấy em không có câu hỏi gì nữa thì có thể thầy kết thúc cái buổi học hôm nay luôn á. Còn bạn nào cần hỏi thì hỏi. À, lên lớp thầy sẽ giảng lại, thầy sẽ nói kỹ lại một số cái chỗ cần lưu ý nữa. Mấy em nếu mà buổi này chưa hiểu thì mình có thể coi lại video, thầy sẽ gửi cái video lên trên Classroom ha. Lên lớp thầy sẽ nói lại lần nữa. Rồi cố gắng làm hai bài tập hồi nãy lúc nãy à. Làm xong rồi bữa sau nếu bạn làm tốt lên bạn sửa thì sẽ có điểm cộng. Thì, nếu không có câu hỏi nữa thì thầy kết thúc cái buổi học.